Chào mừng quý vị đã tiếp tục đến với Cà phê Sài Gòn. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa quyết định hỗ trợ toàn diện lãi vay trong 7 năm cho 6 dự án thuộc lĩnh vực môi trường, cấp nước sạch và giáo dục với tổng số vốn được hỗ trợ là 206 tỷ đồng. Việc sử dụng ngân sách để hỗ trợ lãi vay cho các dự án nói trên thực hiện theo chương trình kích cầu đầu tư của thành phố. Ba dự án được hỗ trợ toàn bộ lãi vay trong lĩnh vực cung cấp nước sạch là dự án tuyến ống nước cấp 2, đường Láng Le Bầu Cò, đường Hoàng Phan Thái và đường Tân Túc thuộc huyện Bình Chánh do Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn làm chủ đầu tư. Lĩnh vực môi trường có dự án nhà máy xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3 công suất 16.000 m khối một ngày đêm tại huyện Bình Chánh do Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG làm chủ đầu tư. Hai dự án trong lĩnh vực giáo dục là dự án trường mầm non song ngữ trẻ em do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giáo dục song ngữ đầu tư tại quận 12 và dự án cao ốc văn phòng Trung tâm Nghiên cứu Hợp tác Quốc tế của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tại Bình Thạnh. Tổng số vốn đầu tư của 6 dự án nói trên khoảng 990 tỷ đồng, trong đó phần vốn được Ngân hàng Thành phố hỗ trợ lãi vay trong 7 năm là 206 tỷ đồng. Các dự án trên nếu chậm triển khai theo thời gian quy định sẽ bị đưa ra khỏi chương trình kích cầu. Trước đó vào tháng 10 năm 2015, Ủy ban Nhân dân thành phố đã phê duyệt chương trình kích cầu đầu tư mới. Theo đó, một số dự án đầu tư tại thành phố sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ toàn bộ hoặc 50% lãi vay với mức vốn vay không quá 100 tỷ đồng cho một dự án. Từ hôm qua, những người có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe quốc tế có thể đăng ký qua mạng và nhận giấy phép tại nhà. Đây là dịch vụ công vừa được Bộ Giao thông Vận tải bấm nút khai thông chiều 31 tháng 5. Dịch vụ cấp giấy lái xe quốc tế qua mạng thuộc hệ thống cung cấp dịch vụ công mức độ 4, loại hình cao nhất trong các hình thức cải cách thủ tục hành chính. Theo đó, người có nhu cầu cấp giấy phép lái xe quốc tế có thể đăng ký và khai báo trên trang thông tin điện tử www.drvn.gov.vn hoặc www.dịchvucong.giấyphép-lái-xe.gov.vn 2.8000. Mức lệ phí cấp giấy phép lái xe quốc tế qua mạng là 135.000 đồng một giấy phép lái xe, và người đăng ký cấp đổi có thể yêu cầu chuyển giấy phép về tận nhà với cước được tính bằng giá cước của bưu điện. Dịch vụ cấp đổi giấy phép lái xe quốc tế qua mạng dự kiến sẽ mang đến nhiều thuận lợi cho công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại các nước có tham gia Công ước về Giao thông Đường bộ năm 1968 hay Công ước Viên năm 1968, cũng như công dân các nước này đang sống tại Việt Nam. Trước đó, vào khoảng cuối tháng 2 năm nay, Việt Nam bắt đầu triển khai cấp đổi giấy phép lái xe quốc tế. Người sở hữu giấy phép lái xe này có thể điều khiển phương tiện giao thông trên lãnh thổ của 85 quốc gia có tham gia Công ước Viên năm 1968. Thưa quý vị, Vụ Kinh tế Nông nghiệp thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa báo cáo tình hình hạn hán, xâm nhập mặn và hải sản chết bất thường. Theo đó, thiệt hại lên đến 15.183 tỷ đồng. Các khu vực bị ảnh hưởng nặng là Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Cụ thể, khu vực Nam Trung Bộ đã có gần 23.000 hectare đất lúa phải dừng sản xuất do thiếu nước và hạn hán, ảnh hưởng lớn đến diện tích cây công nghiệp ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, với tổng diện tích bị ảnh hưởng lần lượt là 16.000 và 28.000 hectare. Về tình hình hải sản chết bất thường tại miền Trung, Vụ Kinh tế Nông nghiệp cho rằng việc này đã ảnh hưởng đến sản lượng đánh bắt. Theo đó, sản lượng khai thác trong tháng 5 ước đạt gần 248.000 tấn, dù vẫn tăng 1,5% so với cùng kỳ, song tốc độ tăng thấp hơn. Xin được chuyển sang một thông tin khác. Tập đoàn công nghệ BKAV vừa công bố kết quả nghiên cứu về tình trạng an ninh của thiết bị router, tức thiết bị kết nối mạng Internet trên toàn thế giới. Theo đó, hơn 5,6 triệu router trên khắp thế giới có lỗ hổng. Riêng tại Việt Nam, con số này là hơn 300.000, tương đương với hơn 300.000 hệ thống mạng đang trong tình trạng bỏ ngỏ. Theo BKAV, các lỗ hổng an ninh trên router được phát hiện và công bố rộng rãi từ năm 2014. Trong số này có những lỗ hổng cho phép tin tặc dễ dàng chiếm quyền điều khiển hệ thống từ xa, được BKAV gọi chung là pet hole. Các lỗ hổng này thậm chí nguy hiểm hơn Hotblit, một trong những lỗ hổng bảo mật lớn nhất trong lịch sử Internet. Bởi vì với Hotblit, người có trình độ chuyên gia về an ninh mới có thể khai thác thành công, còn với pet hole chỉ cần kỹ năng cơ bản. Hơn nữa, việc vá lỗ hổng pet hole phức tạp hơn nhiều. Nghiên cứu của BKAV chỉ ra hơn 5,6 triệu hệ thống mạng trên thế giới tồn tại lỗ hổng pet hole. Ấn Độ, Indonesia, Mexico dẫn đầu về số lượng router có lỗ hổng. Việt Nam thuộc nhóm 5 quốc gia có số router bị lỗ hổng nhiều nhất. Nghiên cứu cũng cho biết hơn 90% các router có lỗ hổng được sản xuất tại Trung Quốc. BKAV nhận định hơn 300.000 hệ thống mạng có lỗ hổng không chỉ đe dọa an ninh thông tin của người dùng mà còn tiềm ẩn nguy cơ đối với an ninh quốc gia. Tới đây, toàn thành phố Hồ Chí Minh có thể sẽ được phủ sóng Wi-Fi miễn phí. Đây là một trong những thông tin đã được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến xác nhận. Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đã có doanh nghiệp Singapore đề nghị trang bị Wi-Fi miễn phí cho toàn thành phố và hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh đang xem xét nhiều phương án khác nhau, có thể triển khai thí điểm hoặc làm đại trà. Những vùng trọng điểm sẽ có tốc độ nhanh hơn.
hệ thống Wi-Fi này không chỉ phục vụ người dân và du khách trở thành điểm nhấn du lịch của thành phố, mà còn là bước đi quan trọng với chủ trương xây dựng chính quyền điện tử. Hiện nhiều thành phố lớn khác đã phủ sóng Wi-Fi miễn phí, trong đó Hội An của Quảng Nam là đô thị đầu tiên có hệ thống này với 350 điểm phát sóng từ năm 2012. Tiếp đó là Hạ Long, Huế và Đà Nẵng. Còn theo đại diện Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, phủ sóng Wi-Fi miễn phí sẽ tạo thuận lợi cho ngành du lịch, hấp dẫn du khách nhiều hơn. Nhưng chất lượng là điểm cần được quan tâm đúng mức, bởi khi Wi-Fi quá yếu sẽ lại tạo ra hiệu ứng không hay. Thưa quý vị, theo Chiến lược Phát triển Năng lượng Tái tạo Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050 được Chính phủ phê duyệt hồi cuối năm 2015, mục tiêu phát triển điện sinh khối của Việt Nam sẽ đạt 7,8 tỷ kWh vào năm 2020 và 37 tỷ kWh vào năm 2030. Theo các chuyên gia, đây là mục tiêu khá tham vọng, khi mà hiện nay chúng ta mới chỉ sản xuất được 0,6 tỷ kWh điện sinh khối. Được biết đến là nguồn năng lượng sạch không gây ô nhiễm môi trường, nhưng việc khai thác năng lượng sinh khối vẫn đang phải đối mặt với nhiều rào cản. Theo Viện Năng lượng Việt Nam, đất nước ta có tiềm năng điện sinh khối rất lớn. Năng lượng sinh khối đến từ các nguồn như phế thải, phụ phẩm nông, lâm nghiệp với khoảng 8 triệu tấn trấu, 40 triệu tấn rơm. Như vậy, riêng từ cây lúa, chúng ta đã có khoảng 50 triệu tấn sinh khối. Bên cạnh đó là các nguồn phế phẩm từ mía, lạc, đậu, ngô, chè, cà phê, điều, dừa hay các phụ phẩm từ gỗ, có thể cung cấp ngay điện năng cho hộ đó hoặc thừa thì bán cho lưới điện quốc gia. Tôi cho rằng Việt Nam có tiềm năng rất lớn về năng lượng sinh khối. Các bạn có rất đa dạng các loại sinh khối từ sản xuất nông nghiệp, chẳng hạn như từ bã mía đường, rơm rạ. Phải nói là các bạn có nhiều nguyên liệu sinh khối hơn so với nước Đức. Mặc dù tiềm năng sinh khối của Việt Nam khá cao, nhưng việc khai thác nguồn năng lượng này lại chưa được bao nhiêu. Do đó, có thể nói là nguồn nguyên liệu sinh khối vẫn đang bị bỏ phí đâu đó trong dân, đặc biệt là tại các vùng nông nghiệp quy mô lớn. Tiềm năng của chúng ta được đánh giá nó khoảng tầm cỡ 100 triệu tấn sinh khối được tạo ra từ các nguồn trên. Tuy nhiên, sử dụng nó cho sản xuất điện thì còn rất khiêm tốn. Cho đến thời điểm này, theo số liệu chúng tôi thu thập được, thì nó chỉ có khoảng 350 MW điện được lắp đặt ở 41 nhà máy đường. Theo các chuyên gia, điện sinh khối có nhiều ưu điểm hơn so với các loại điện truyền thống như nhiệt điện, thủy điện. Do được sản xuất từ nguồn nguyên liệu sinh học nên năng lượng sinh khối trong thải khí CO2 tránh gây hiệu ứng nhà kính. Bên cạnh đó, điện sinh khối cho phép tận dụng những phế phẩm nông nghiệp, đồng thời là nguồn điện bổ sung cho các loại điện khác, nhất là vào mùa đông, mùa khô, khi nguồn nước cho thủy điện bị cạn kiệt. Vậy do đâu mà điện sinh khối chưa phát triển được tương ứng với tiềm năng? Cái rào cản lớn nhất thì có lẽ rằng là phải liên quan đến vấn đề là cái đặc điểm của cái nguồn sinh khối này. Cái nguồn sinh khối này thì nó là phân tán và cái khối lượng riêng của nó thì rất nhỏ, cho nên là vận chuyển đi xa là không kinh tế. Cho nên là chính vì vậy là cái quy mô công suất của cái điện sinh khối nó nhỏ so với các nhiệt điện than thì nó rất nhỏ, và khi quy mô nhỏ thì suất đầu tư thường là cao, và người ta lại cái nguồn cung cấp sinh khối lại phụ thuộc vào cái hợp đồng với người nông dân. Đấy, và không phải là một cái cơ quan nhà nước và không có bảo lãnh cho cả đời dự án, thì đấy cũng là những cái rủi ro. Có thể cái giá sinh khối nó sẽ biến động trong cả cái giai đoạn hoạt động của cái dự án, từ khi đưa vào đến khi kết thúc dự án trong vòng khoảng 20-30 năm. Tiếp cận nguồn vốn cho đầu tư với cái lãi suất mà kỳ vọng thì cũng chưa thích hợp cho cái điện sinh khối này. Cần phải có những cái cơ chế để mà làm sao mà tiếp cận những cái nguồn vốn mà cái lãi suất vay nó rẻ và thời gian vay nó dài hơi hơn. Nói về vấn đề quy hoạch, vị chuyên gia từ Viện Năng lượng cho biết phần lớn các dự án năng lượng tái tạo, trong đó có điện sinh khối, chưa có quy hoạch vùng sản xuất, trong khi điện than thì đã được quy hoạch sẵn. Do đó, khi đầu tư vào điện sinh khối, chủ đầu tư phải tự đi tìm vị trí, tự làm báo cáo tiền khả thi rồi tự điều chỉnh cho phù hợp với quy mô sản xuất. Trong khi đó, cơ chế giá điện lại chưa phù hợp, giá điện từ mía đường bán cho EVN hiện nay chỉ có 5,8 cent một kWh, được xem là giá thấp nhất hiện nay. Là một trong những đơn vị tiên phong tham gia khai thác điện sinh khối tại Việt Nam, Cơ quan Hợp tác Phát triển Đức là GIZ nhận định cơ chế phát triển điện sinh khối tại Việt Nam cần được cải thiện. Tôi nghĩ có đôi điều cần được cải thiện. Những người đầu tư vào năng lượng sinh khối cần nhắm đến dài hạn mới có thể thu lợi. Do đó, họ phải có khả năng huy động vốn và tiếp đến là khả năng trả nợ. Điều này cũng có nghĩa là nguồn thu từ điện sinh khối phải bù được chi phí đầu tư, trong khi giá mua điện hiện nay còn quá thấp. Vấn đề thứ hai là việc tiếp cận vốn dây từ ngân hàng còn khá hạn chế, do các ngân hàng thương mại ngại đầu tư vào đây hơn so với đầu tư vào bất động sản chẳng hạn. Đầu tư vào năng lượng sinh khối rất khó dây vốn ngân hàng, nhất là những khoản dây dài hạn, thường lên đến 10 năm. Tôi cho rằng các ngân hàng cần có kỹ năng thẩm định những dự án này, nhưng họ lại chưa có người làm việc đó,
chưa có người đủ kiến thức về các dự án để biết dự án sẽ vận hành ra sao. Vấn đề thứ ba là kiến thức công nghệ của các chủ dự án. Họ cần làm gì để có thể kết nối với lưới điện quốc gia? Công nghệ nào là hiệu quả nhất? Có ý kiến cho rằng phát triển điện sinh khối không kinh tế do nguồn sinh khối nằm rải rác, khối lượng riêng thấp, chỉ 150 kg một mét khối, nên vận chuyển đi xa tốn kém. Tuy nhiên, phía chuyên gia khẳng định, nếu tính một cách đầy đủ thì điện sinh khối hoàn toàn có thể cạnh tranh với các loại điện khác. Chúng ta phải tính đúng, tính đủ, tính đầy đủ tất cả mọi cái. Nếu như chúng ta tính đầy đủ thì sinh khối có thể cạnh tranh một cách bình đẳng với các cái nguồn nhiệt điện than. Tính đúng, tính đủ trong bài toán kinh tế ở đây là anh phải tính được cả cái chi phí về môi trường xã hội. Trước những lợi ích và ưu điểm mà điện sinh khối mang lại, đại diện vụ năng lượng mới và năng lượng tái tạo thuộc Bộ Công Thương cho biết đang quy hoạch một số tỉnh phát triển điện sinh khối. Sau những quy hoạch sinh khối quốc gia thì chúng tôi sẽ chọn khoảng 4 tỉnh để có thể điều tra sâu để lấy cái thông tin. Thì cái nguồn kinh phí này thì chúng tôi đang dự kiến là sẽ nhờ nhà GE hỗ trợ. Thì cái tiêu chí thì của chúng tôi thì như này. Tức là căn cứ vào cái quy hoạch sinh khối quốc gia thì xác định cái tiềm năng của cái vùng nào hoặc địa phương nào và có cái tiềm năng nhất thì chúng tôi sẽ có cái điều tra thêm. Quy hoạch này sẽ tập trung vào những nguồn sinh khối lớn như trấu và rơm rạ ở đồng bằng sông Cửu Long, vỏ cà phê ở Tây Nguyên, phụ phẩm từ dừa ở Bến Tre, Bình Định, chế biến gỗ ở lân cận thành phố Hồ Chí Minh và bã mía ở khu vực trồng mía và các nhà máy đường. Xin được chuyển sang một thông tin khác. Đà tăng tiếp tục duy trì trên hai sàn chứng khoán trong phiên giao dịch ngày 1 tháng 6. Các cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn đang hỗ trợ tích cực cho chỉ số, thanh khoản toàn thị trường chưa có sự cải thiện. Chỉ số VN Index diễn biến khá giằng co khi bước vào đầu phiên giao dịch đầu tháng 6, sau 3 phiên tăng điểm tích cực, xu thế này dường như đang bị chậm lại cùng với sự sụt giảm của các mã vốn hóa lớn như Vinamilk, Masan hay Bảo Việt. Cổ phiếu dầu khí cũng đảo chiều giảm sau phiên tỏa sáng liền trước. Chuyển sang phiên chiều, thị trường diễn biến thiếu tích cực vào lúc đầu, tuy nhiên càng về cuối phiên, VN Index lấy lại đà tăng điểm. Cổ phiếu Vincom và nhóm ngân hàng hỗ trợ tốt cho thị trường. Nhóm ngành dầu khí cũng trở về mốc tham chiếu, mặc dù cổ phiếu Vinamilk vẫn chìm trong sắc đỏ, nhưng chỉ số đã giữ được xu thế tăng. Khép phiên VN Index tăng 0,23% lên mốc 619,86 điểm, thanh khoản đạt trên 2.000 tỷ đồng, tương đương hơn 110 triệu đơn vị. Chỉ số HNX Index của sàn Hà Nội dao động hẹp trong phiên sáng. Nhóm cổ phiếu dầu khí giảm trở lại đã tác động tiêu cực đến toàn sàn. Tuy nhiên, về cuối phiên, chỉ số này đã lấy lại đà tăng nhờ vào lực đẩy từ các cổ phiếu chủ chốt. Chốt phiên HNX Index tăng nhẹ lên mốc 81,93 điểm, khối lượng giao dịch chỉ hơn 47 triệu đơn vị, ứng với trên 500 tỷ đồng. Sau đây xin mời quý vị quay trở lại với Cà phê Sài Gòn sáng nay với những tin tức đáng chú ý của châu Á. Tân Tổng thống Philippines công bố nội các mới. Tập đoàn Xiaomi của Trung Quốc mua bằng sáng chế của Microsoft.